100 người phụ nữ. Tin tức nóng hổi trong ngày, cặp đôi siêu sao đình đám Eric và Mary đã chính thức đường ai nấy đi. Họ gặp nhau tại phiên tòa Ampla để có thể giảng hòa lần cuối trước khi đưa ra quyết định chính thức của mình. Anh Eric, tại sao anh lại muốn ly hôn với vợ của mình? Tôi không thể chịu đựng tính khí sang chảnh và hào sảng của cô ta, sống cùng nhà mà liên tục giở trò lừa gạt nhau. Hả? Tôi lừa anh bao giờ? Sao anh không nói thẳng với phiên tòa anh ly hôn tôi vì tôi giúp người đi? Anh đúng là con người keo kiệt, chỉ nghĩ cho bản thân mình không hà. Thật hư thế nào mà hai anh chị vui lòng trình bày? Anh ơi, cứu người. Có chuyện gì vậy em? Ở dưới lầu có cô kia kêu la thảm thương lắm, em chịu không nổi, mau đưa tiền vợ chồng mình cứu người đi anh. Đây nè, em bảo xuống giúp người ta đi. Mà cô ấy la cái gì vậy? Tất cả sale off 50%. Đấy có phải một tháng cô ấy giúp khoảng 10 người là tôi ăn mày không? Oh my god. Gần đây, cuộc thi giả sử thu hút một số lượng lớn đối tượng mày râu tham gia. Những câu hỏi không tưởng của chương trình đến từ sự tưởng tượng phong phú của hội chị em phụ nữ, nhằm tìm ra người đàn ông tâm lý và thông minh nhất thành phố Manly. Và Rowan chính là thí sinh trả lời xuất sắc những câu hỏi giả sử của chương trình. Đầu óc và sự nhảy bén của người đàn ông này được đông đảo khán giả quan tâm và dành tình cảm. Xin chúc mừng anh Rowan với những câu trả lời ấn tượng. Tại vòng chung kết, câu hỏi của chương trình đưa ra là: giả sử có người đòi mua người yêu bạn với giá 10 tỷ đô la thì anh có bán không? Anh còn nhớ câu trả lời của mình chứ anh Rowan? Có chứ, tôi đã trả lời, dù người ta có cho tôi 100 tỷ đô la, tôi cũng không bán em ấy. Trời ơi, tình cảm dữ vậy trời. Câu trả lời ngọt như mấy lùi, đúng là bạn trai nhà người ta mà. Ôi ôi, tôi cảm thấy ganh tị với con người yêu ấy luôn ấy chứ. Và nay, chúng tôi có một món quà đặc biệt dành cho anh, xin mời lên sân khấu ngay lúc này. Cô Charles, người yêu của anh Rowan. Mắc cỡ quá, sợ lát anh ấy tỏ tình mình luôn ấy chứ. Nãy giờ cô đã chứng kiến và nghe câu trả lời của người yêu mình chứ? Cảm giác của cô bây giờ ra sao? Tôi hạnh phúc lắm, sắp chết trong sự ngọt ngào của anh ấy mất thôi. Tôi không ngờ trong mắt của anh ấy tôi lại đáng giá như vậy. Nhưng mà có thể cho tôi hỏi anh ấy một câu được không ạ? Mời cô cứ tự nhiên, sân khấu bây giờ là của hai bạn trẻ. Sao anh không bán em đi? Tận 100 tỷ đô la lận mà. Em yêu, em có nhớ ngày xưa em yêu nhất ở anh là điểm nào không? Là tính thật thà, em biết anh luôn nói thật mà. Đúng đấy, đây là hai lý do anh không bán em. Thứ nhất, vì em không đáng 100 tỷ đô la. Hả? Cái gì? Còn lý do thứ hai? Thứ hai, dù người ta có ngốc đi chăng nữa thì anh cũng không thể lừa người ta được. Thì ra là thế. Vừa qua, cặp đôi vàng trong làng Định Mệnh nhanh chóng làm xôn xao dư luận khi quyết định kết hôn sau lần đầu tiên ra mắt. Sự nhanh nhẹn đến khó tin này dẫn đến sự hoài nghi về độ trung thực cực kỳ lớn đến từ quyết định chấp nhoáng của chú rể. Cuối cùng con cũng lấy được chồng. Mọi người bảo con ế suốt đời mà bà già này bất lực luôn à, trời ơi. Mẹ này, con đã tìm được đúng người rồi mẹ ơi. Anh ấy yêu con thật lòng nên lúc nào cũng nhìn được nét đẹp ẩn sau trong con á. Không giấu gì con, con gái của bác từ nhỏ đến lớn đều bị mọi người chê nhan sắc hạn chế. Này may mắn gặp được con không yêu cái đẹp nhất thời, bác mừng hết lớn à. Đâu có đâu, con thấy Maria rất xinh đẹp mà. Con đã gặp 100 người phụ nữ rồi, nhưng không ai đẹp bằng Maria trơn á. Ôi trời ơi, đúng là cái giọng nịnh hót, ngọt như mấy lùi thế. Lắm, bây giờ thì nói đi, mày đặt văn với vợ. Phải đó, Maria đâu có xinh đẹp đến nỗi thế. Nay gặp trúng ông miệng lưỡi này rồi thì xác cái định hà.
Con nói có thật không? Con đừng lừa bác đó nha. Dạ thôi cả. Nghề của con mỗi ngày gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng chẳng ai trẻ đẹp như Maria hết trơn á. Thấy cậu đang làm nghề gì? Ở đâu thế? Tôi là chuyên viên phục vụ ở viện dưỡng lão, mỗi ngày gặp 100 bà là ít đấy chứ. Nghề con mỗi ngày gặp rất nhiều phụ nữ, nhưng chẳng ai trẻ đẹp như Maria hết trơn á. Hả? À, trời đất ơi! Cãi lộn ầm ĩ làm náo loạn cả khu phố đã diễn ra trong nhà hàng Chảo Chuột trên đường Tắc Kè. Ông không thể gọi tôi ra đây xong không nói lý do gì mà bắt tôi gọi quản lý của tôi ra đây nữa. Anh có gọi ngay quản lý ra đây không thì bảo. Tôi là bồi bàn, có chuyện gì ông cứ nói với tôi là được rồi. Phải gọi quản lý ra đây. Thưa ông đã làm khách ở trong nhà hàng chạy hết cả rồi. Có chuyện gì ông cứ nói, sao phải làm ầm ĩ lên như thế? Ông là quản lý hả? Hay gọi cả bếp trưởng ra đây. Có cả anh bồi bàn và tôi là quản lý ở đây rồi. Có chuyện gì ông hãy nói ngay đi. Phải gọi cả bếp trưởng tới đây. Nếu không tôi sẽ không bao giờ bước chân vào nhà hàng này. Tôi là bếp trưởng đây ạ. Có chuyện gì xin ông cứ nói luôn đi ạ. Làm ơn gọi tất cả những người phục vụ cao to lực lưỡng của nhà hàng này ra đây cho tôi. Có chuyện gì ông cứ nói đi. Sao bắt gọi bao nhiêu người của nhà hàng chúng tôi ra đây làm gì? Có thế mới có thể khiêng nổi viên sỏi trong bát canh của tôi ra được. Các vị nhìn đi, xem viên sỏi to thế nào. Nó đang nằm chình ịnh giữa bát của tôi kia kìa. Sáng nay, buổi biểu diễn thời trang của nhà thiết kế thời trang Lò Văn Phục đã bắt đầu bán vé. Lượng khán giả tới mua vé đã gây ách tắc giao thông cả một đoạn đường. Ở tôi xếp trước nha, tôi xếp trước à. Cho tôi nằm vé đi. Xin chào nhà thiết kế thời trang Lò Văn Phụt, có thể cho tôi xin ông một vài câu hỏi được không ạ? Được. Từ trước tới nay, hầu như những buổi biểu diễn thời trang cho ông thiết kế đều rất vắng khách. Vậy lý do gì mà lần này lại đông người tới mua vé vào xem thế ạ? Có gì đâu, chỉ là do tấm pano có chút nhầm lẫn. Hả? Nhầm lẫn thế nào chứ? Anh thấy đây, 50 người mẫu mà chỉ mặc có 49 bộ trang phục, thầy biết độ hot của buổi biểu diễn thế nào rồi. Hả? Tố Lạc Đà, một người đàn ông đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà. Cuộc tranh cãi giữa họ làm mất trật tự an ninh của khu phố, khiến người dân rất bức xúc. Phóng viên của chúng tôi đã có mặt để làm rõ sự việc. Cô có quyền gì mà đuổi tôi hả? Tôi đã giao hẹn với anh rồi. Nếu anh mà còn uống say xỉn, tôi có quyền đuổi anh ra khỏi nhà. Tôi say xỉn hồi nào hả? Từ khi có giao hẹn giữa tôi và cô, tôi không hề uống một giọt nào cả. Rõ ràng là tối hôm qua anh đã say bớt say lết. Đừng có hòng qua mặt tôi nha. Quái lạ. Tối hôm qua mình về nhà lúc đó cô ta đã ngủ rất say rồi. Làm sao cô ta biết mình uống say cơ chứ? Này nha, cô đừng có phỏng đoán linh tinh, tôi sai hồi nào. Anh nhìn cái mặt của anh kìa, thương tích đầy cái kìa. Cô bị làm sao đấy hả? Những vết thương này là do tôi không may trượt chân bị ngã, không liên quan gì tới tôi sai xỉn cả. Thế cái này là cái gì đây hả? Ai đã soi gương mà dính đầy bông băng lên cái gương thế này, nếu không phải là một gã say hả? Hả? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!